Viêm tai giữa ở trẻ, nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết như thế nào để chúng ta điều trị cho nó kịp thời. Và trong video này, bác sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận biết, cách xử lý như thế nào khi mà con mình bị viêm tai giữa để không tái đi tái lại. Đấy. Tại vì viêm tai giữa đó là một vấn đề rất khó điều trị nếu như chúng ta dùng sai cái phác đồ. Cho nên các bạn cần phải theo dõi video này nhé. Đối với trẻ em ấy, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, thì tại sao có tình trạng viêm tai giữa? Tại vì cái tai giữa ấy thì nó lại thông với cái viêm, với cái mũi họng này các bạn này, nó thông với cái niêm mạc mũi họng, cái VA, cái amidan ấy, nó thông qua một cái vòi tai, cái tổ vòi tai, và cái vòi đó ở trẻ em ấy nó rất là nhỏ và nó thường nằm ngang. Cho nên là khi mà bé bị viêm mũi họng thì cái dịch mũi họng, cái dịch amidan, nhất là những em bé mà bị VA quá phát, VA mãn tính ấy, thì cái dịch chảy vào vòi, qua vòi tai, đi vào tai giữa. Và cái dịch đó thì nó thường chứa vi khuẩn, chứa virus, đúng không ạ? Thế thì khi mà nó tiếp xúc với cái niêm mạc của vòi tai, của tai giữa, thì nó phù nề và nó tiết dịch. Và khi mà nó phù nề lên thì nó sẽ bít tắc và nó không cho cái dịch ở tai nó đi ra bên ngoài. Đấy, các bạn hiểu không ạ? Mấu chốt ở đây là viêm tai giữa nó liên quan đến gì ạ? À, viêm VA, viêm mũi họng, nó thông với nhau. Cho nên là cái nguyên nhân gây ra tình trạng viêm tai giữa nó cũng chính là cái gì ạ? Cái nguyên nhân mà gây ra tình trạng gì các bạn? Viêm mũi họng. Cho nên chúng ta cần phòng viêm tai giữa ấy, chúng ta phải xử lý cái viêm mũi họng tốt. Còn đối với trẻ em, bác nói rồi đấy, đúng không? Thì đa số bé mà có cái vòi tai nằm ngang sẽ dễ bị hơn. Đấy. Một lý do thứ hai nữa dẫn đến tình trạng viêm tai giữa đó là miễn dịch kém. Nếu như trong 6 tháng một em bé bị 2 lần hoặc là 4 lần trong 12 tháng thì có nguy cơ là sức đề kháng nó kém. Cái sức đề kháng nó kém ở đây nó có rất nhiều lý do khác nhau, đúng không? Ví dụ bé suy dinh dưỡng, còi xương này, không đủ bổ sung đầy đủ các cái vi chất này, phải không ạ? Đấy. Đặc biệt là trong giai đoạn từ 0 cho đến 12 tháng tuổi, những cái vi chất quan trọng mà trong sữa mẹ hay là trong thức ăn dặm nó không đáp ứng được, đúng không? Ví dụ như là vitamin D3, ví dụ như là chất sắt từ 4 tháng, chất kẽm, chất canxi từ 6 tháng tuổi trở đi. Đấy. Không luyện cho bé một cái giấc ngủ tốt, nhưng bé thức khuya nhiều, ít ngủ thì đề kháng nó kém. Bé cần phải đi ngủ từ ít nhất là 10 giờ tối trước cho đến sáng hôm sau. Đấy. Rồi cho bé vận động từ 30 cho đến 60 phút một ngày. Tùy vào đối tượng nhé, độ tuổi của trẻ. Và một điều nữa đó là tiêm phòng vaccine. Tại sao bác Đạt lại để vaccine cuối cùng? Tại vì những yếu tố về dinh dưỡng, về vi chất, về giấc ngủ, về vận động, nó tạo nên cái sức đề kháng của bé tốt. Và khi đó tiêm vaccine nó mới tạo ra kháng thể. Có những em bé suy dinh dưỡng, còi xương, đúng không? Mình tiêm vaccine vào nó tạo ra ít kháng thể và nó không hiệu quả. Cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết ở đây là gì? Đúng không ạ? Không phải là các bạn gì ạ, là mủ nó chảy ra tai cũng là một phần, đúng không? Nếu như mủ nó chảy ra tai mà con bạn vẫn ăn chơi bình thường, vẫn ngủ nghỉ bình thường, thì khi đó cái màng nhĩ nó vỡ rồi, nó bị vỡ, tức là nó bị ứ dịch đấy, nó ứ dịch đấy nó không chịu nữa thì nó vỡ ra, nó vỡ, nó chảy mủ ra bên ngoài. Đấy, thì điều đó rất tốt các bạn nhé, nó rất tốt. Và cái việc mà nó chảy mủ như vậy, bạn đừng nghĩ rằng là màng nhĩ nó hỏng, không, nó sẽ liền lại ngay. Khi mà bé bị ho, bị sốt, đúng không ạ, bị viêm VA, đấy, thì khi đó chúng ta sẽ phải đi khám. Còn không có cái cách nào để chúng ta nhận biết là bị viêm tai giữa hay không đâu. Thì đa số các cái trường viêm tai giữa liên quan mũi họng, cho nên bé bị sốt, bị ho, rồi bé bị bỏ ăn ly bì đấy, miệng nó hôi, rồi lưỡi nó tưa, thì đó là gì ạ? Bé bị viêm mũi họng và khi đó chúng ta đi khám thì nó liên quan đến viêm tai giữa. Cho nên là gì ạ? Không có một cái dấu hiệu nào nhá, nghe kỹ này, không có bất kỳ một dấu hiệu nào để một bà mẹ ở nhà nuôi con để quan sát để biết được rằng con mình có bị viêm tai giữa hay là không viêm giữa, mà bắt buộc chúng ta phải đi khám để chúng ta phát hiện viêm tai giữa. Thì khi phát hiện viêm tai giữa rồi, các bạn đừng hoang mang lo lắng, đúng không ạ? Nó vô cùng đơn giản, nếu như chúng ta dùng đúng cái phác đồ. Nó bị tái đi tái lại ở đây là do bé bị viêm VA quá phát, đúng không ạ? Bé bị viêm VA mãn tính và cái dịch nó chảy liên tục, và cứ mỗi lần thay đổi thời tiết, mỗi lần bé đi học là bé lại bị, là do chúng ta dùng sai thuốc, đúng không? Và cái thứ hai nữa là do sức đề kháng của bé kém, là do năm cái việc kia mà các bạn không làm đúng. Thì muốn xử lý viêm tai giữa chuẩn thì các bạn hãy cầm cái mua cuốn sách cho bạn ạ nhá, mua ngay cuốn sách này, được chưa ạ? Tại vì điều trị viêm tai giữa ấy, nó không phải đơn giản đâu nhá, không đơn giản đâu, và cách sử dụng kháng sinh thì nó càng không hề đơn giản.
chưa có bất kỳ một ai ở trên cái thế giới này nói rằng là cái việc sử dụng kháng sinh nó là dễ dàng đơn giản cả. Đấy, nó phải rất là thận trọng, rất là cân nhắc kỹ. Đấy, thì trong cuốn này thì bác Đạt cũng đã hướng dẫn một phần kiến thức để các bạn nhận biết được đâu là thuốc kháng sinh, giúp các bạn biết được là từng loại kháng sinh như vậy thì sẽ dùng liều như thế nào và dùng mấy lần trên một ngày là rất quan trọng nhé. Thì có ba cái điều quan trọng. Thứ nhất là phải dùng đúng thuốc, đúng chưa, đúng thuốc đấy, đúng loại đấy, đúng không, đúng bệnh đấy, đúng thuốc đúng bệnh. Cái thứ hai là phải đủ liều, và cái thứ ba là phải đủ thời gian. Và đa số chúng ta sẽ bị nhầm lẫn và bị thiếu sót cả ba vấn đề này, cho nên là bị tái giữa, tái như thế lại như vậy. Thì bạn nào có con bị viêm tái giữa đang khó xử lý thì có thể comment bên dưới, đúng không, đồng thời đi khám và để bác Đạt sẽ trả lời các bạn và giúp các bạn áp dụng đúng phác đồ để bé nhanh khỏi hơn và không bị tái lại. Và các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của bác Đạt nhé. Trên kênh có hơn 1.000 video, đó là các phác đồ, các hướng dẫn mà bác hỗ trợ cho hàng triệu bà mẹ nuôi con đơn giản hơn, đúng không, nhàn hơn rất là nhiều và tiết kiệm rất nhiều tiền. Bé ăn ngon này, không biếng ăn này, và dạ tăng cân tốt này, và không lạm dụng kháng sinh. Đấy là cái vấn đề mấu chốt chưa? Cho các bạn điều trị và xử lý cái tình trạng viêm giữa của con một cách triệt để.